10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023, cập nhật mới nhất. 2023, thế giới có khoảng 2.600 tỷ phú đô la Mỹ, trong đó Hoa Kỳ là quốc gia sở hữu nhiều tỷ phú nhất, khoảng 585 người. Cho nên, việc ai giàu nhất thế giới vẫn là vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi. Dưới đây là cập nhật mới nhất về tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023. 1. Elon Musk, người sáng lập CEO Tesla và là nhà sản xuất tên lửa SpaceX. Elon Musk là tỷ phú, doanh nhân người Mỹ gốc Nam Phi. Hiện ông đang sở hữu khối tài sản khoảng 228 tỷ đô la Mỹ, ông là tỷ phú giàu nhất thế giới. Từ khi còn nhỏ, ông đã được nhắc đến với cái tên người có trí thông minh trời phú. Tuy vậy, Elon Musk lại thường xuyên phải đối mặt với sự bắt nạt của bạn bè. Có lần, ông còn phải nhập viện sau khi bị bạn bè ném xuống cầu thang. Sở dĩ, người ta gọi ông là tỷ phú khác người nhất hành tinh vì ông có cho mình 5 trong số nhiều công ty khác biệt nhất mọi thời đại. Đầu tiên phải kể đến công ty xe điện Tesla do ông sáng lập. Đây là hãng ô tô điện có giá trị lớn nhất thế giới. Mặc dù ông đã phát minh ra chế độ tự lái, tuy nhiên, sau lần thử nghiệm đầu tiên, chế độ tự lái đã vi phạm nhiều lỗi đi đường như vượt đèn đỏ, đi vào làn đường của xe đạp. Tiếp theo là công ty sản xuất tên lửa và tàu vũ trụ SpaceX. Mục tiêu của Elon Musk là sử dụng SpaceX để thương mại hóa việc con người khám phá không gian và định cư trên sao Hỏa. Năm 2022, vụ việc đã gây chấn động toàn cầu khi Elon Musk mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau đó, tài sản của Elon Musk bốc hơi gần 200 tỷ đô la Mỹ, ông bị xóa ngôi vương tỷ phú giàu nhất thế giới. Đến ngày 27 tháng 2 năm 2023, cổ phiếu Tesla tăng giá, tài sản của Elon Musk tăng lên thành 187,1 tỷ đô la Mỹ. 2. Bernard Arnault, tỷ phú của ngành thời trang. Ông là người giàu nhất nước Pháp và là tỷ phú giàu thứ hai trên thế giới. Theo cập nhật mới nhất ngày 2 tháng 4 năm 2023, giá trị tài sản ròng của Bernard Arnault rơi vào khoảng 199 tỷ đô la Mỹ. Người trên thế giới gọi Bernard Arnault là ông trùm của những thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới. Hiện ông đang là giám đốc điều hành của LVMH, được ra đời vào năm 1987. Đây là tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu đình đám trên thế giới như Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy. Đi lên từ số vốn 15 triệu đô la Mỹ, ông được nhắc đến với cái tên người thâu tóm những doanh nghiệp lớn trên thế giới. Bernard Arnault có hai lần giữ vị trí tỷ phú giàu nhất hành tinh, đó là năm 2018 và cuối năm 2022 đến đầu năm 2023. Nhưng đến hiện tại, ông là tỷ phú giàu thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Elon Musk. Bernard Arnault được đánh giá là tỷ phú giàu nhất ngành thời trang. Ông đóng vai trò giải quyết các mâu thuẫn giữa các thương hiệu lớn bên trong tập đoàn và thực hiện những thương vụ M&A khó khăn bậc nhất thế giới. 3. Jeff Bezos, người sáng lập gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon. Jeff Bezos tên đầy đủ là Jeffrey Preston Jorgensen, ông là một doanh nhân công nghệ người Mỹ. Tháng 7 năm 2021, ông từ chức CEO để trở thành chủ tịch điều hành ở Amazon. Hiện ông đang sở hữu khối tài sản khoảng 127 tỷ đô la Mỹ. Tháng 7 năm 1994, Jeff Bezos khởi nghiệp bằng việc xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm ra các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử khác. Thương hiệu Amazon được lấy cảm hứng từ dòng sông lớn nhất thế giới. Ông hy vọng việc kinh doanh của công ty phát triển như dòng sông lớn nhất thế giới này. Mới đây nhất, bạn gái của Jeff Bezos, MC Lauren Sanchez, chi 2 triệu đô la Mỹ để sản xuất phim điện ảnh đầu tay và mời ông làm diễn viên cho bộ phim của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, Jeff Bezos đã bộc lộ tài năng và niềm đam mê với công nghệ. Ông đã dành suốt thời thơ ấu để nghiên cứu về lĩnh vực này. Sau khi Amazon có được thành công nhất định, người trên thế giới gọi ông là gã bán sách, vì sách trực tuyến là thứ đầu tiên Jeff Bezos bán trên sàn thương mại Amazon. Sau đó, ông mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác như âm nhạc, thời trang và các thiết bị điện tử. Với khối tài sản 127 tỷ đô la Mỹ, Jeff Bezos là tỷ phú giàu thứ 3 trên thế giới. 4. Bill Gates, người sáng lập cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông có vai trò quan trọng trong việc mở ra diện mạo mới cho thế giới khi ông tạo ra Microsoft. Đến thời điểm hiện tại, giá trị tài sản ròng của Bill Gates rơi vào khoảng 120 tỷ đô la Mỹ. May mắn được sinh ra trong gia đình, cả bố và mẹ đều là những người thành công và giàu có. Ngay từ khi còn nhỏ, Bill Gates đã thể hiện mình là một cậu bé thông minh và có bản lĩnh. Có thể nói, xuất phát điểm của Bill Gates là vạch đích của hàng triệu người trên thế giới. Mặc dù có thành tích học tập nổi bật tại trường đại học Harvard, nhưng với niềm đam mê với máy tính quá lớn đã khiến Bill Gates không còn hứng thú với việc học trên trường. Bill Gates đã quyết định bỏ học để khởi nghiệp cùng người bạn của mình, Paul Allen. Năm 1985, Microsoft phát hành phiên bản bán lẻ đầu tiên của Microsoft Windows. Trong những năm tiếp theo, Windows trở thành hệ điều hành thống trị thị trường máy tính cá nhân trên thế giới với hơn 90% thị phần.
lọt vào top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, Bill Gates vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đồ ăn nhanh và chờ cắt tóc như người bình thường. Ông từng giữ vị trí người giàu nhất thế giới liên tục 13 năm, từ năm 1995 đến năm 2007, nhưng đến hiện tại, ông là tỷ phú giàu thứ tư trên thế giới với khối tài sản ròng ước tính khoảng 120 tỷ đô la Mỹ. 5. Larry Ellison, bố già trong làng công nghệ, người sáng lập Oracle. Larry Ellison là một doanh nhân người Mỹ nổi tiếng với việc thành lập tập đoàn Oracle. Khối tài sản của ông ước tính khoảng 118 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Oracle hiện là công ty phần mềm lớn thứ hai thế giới sau Microsoft của Bill Gates. Được biết, Oracle là tập đoàn kinh doanh các sản phẩm như phần cứng, phần mềm và các dịch vụ đi kèm. Tháng 9 năm 2020, Oracle chiến thắng Microsoft trong thương vụ mua lại mạng xã hội TikTok của Bitterns, công ty mẹ của TikTok. Năm 2014, Larry Ellison đã từ chức CEO ở Oracle để trở thành chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ tại tập đoàn này. Cuộc đời thăng trầm, từ kẻ trắng tay trở thành tỷ phú công nghệ, Ellison có hai lần bỏ học vì không đủ khả năng chi trả học phí. Không những vậy, ông còn phải xa cách mẹ ruột của mình từ khi ông được 9 tháng tuổi. Sau đó, Larry Ellison lớn lên nhờ có cha mẹ nuôi của ông. Tỷ phú Larry Ellison nổi tiếng với tính khí ngông cuồng, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh. Ông sẵn sàng nhục mạ không tiếc lời và thậm chí kiện tụng thẳng tay với các đối thủ của mình. Với khối tài sản 118 tỷ đô la Mỹ, Larry Ellison lọt vào top 5 tỷ phú giàu nhất thế giới. 6. Warren Buffett, tỷ phú giàu có nhờ vào đầu tư. Warren Buffett là tỷ phú nổi tiếng, ông trùm kinh doanh và đầu tư người Mỹ. Hiện ông đang sở hữu khối tài sản khoảng 107 tỷ đô la Mỹ. Sự thành công của ông hoàn toàn nhờ vào khả năng phân tích thị trường chứng khoán. Từng là nhân viên công ty đầu tư Graham Newman Corp với mức lương khởi điểm là 12.000 đô la Mỹ. Ông hiện đang là cổ đông lớn nhất, kiêm giám đốc của hãng Berkshire Hathaway, một công ty kinh doanh đầu tư đa ngành như tài chính, đường sắt, bảo hiểm, công nghệ. Cuối năm 2022, Berkshire Hathaway trở thành cổ đông lớn nhất của 8 công ty bao gồm American Express, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, HP, Moody's, Occidental và Paramount Global. ChatGPT từng giải mã về chiến lược đầu tư của Warren Buffett. Chiến lược đầu tư quan trọng nhất của tỷ phú Warren Buffett là đầu tư giá trị. Ông chú trọng đến việc xác định những công ty bị định giá thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng mạnh và lợi thế cạnh tranh lâu dài, sau đó nắm giữ các khoản đầu tư đó trong dài hạn. Bên cạnh đó, Warren Buffett cũng được nhiều người quan tâm về mối quan hệ với Bill Gates. Mặc dù cách nhau tận 25 tuổi, nhưng tình bạn kéo dài 31 năm này đã trở thành biểu tượng bậc nhất về tình bạn trên thế giới. Với khối tài sản 107 tỷ đô la Mỹ, Warren Buffett có được vị trí thứ 6 trong top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh. 7. Steve Ballmer, cựu CEO tập đoàn Microsoft. Ông là doanh nhân nổi tiếng, từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn Microsoft. Giá trị tài sản ròng của ông năm 2023 rơi vào khoảng 90 tỷ đô la Mỹ. Khi còn là sinh viên, Steve Ballmer và Bill Gates từng ở cùng phòng ký túc xá. Trong cuộc thi toán học William Lowell Putnam, Ballmer đạt được số điểm cao hơn cả người bạn Bill Gates của ông. Đi lên từ vị trí nhân viên, sự nghiệp Steve Ballmer lại gắn liền với tập đoàn Microsoft. Cái tên Steve Ballmer đã không còn là cái tên xa lạ với mọi người khi ông là một trong những người đã làm nên sự thay đổi cho tập đoàn Microsoft của Bill Gates. Sự mâu thuẫn giữa Steve Ballmer và Bill Gates về chiến lược kinh doanh mảng điện thoại đã khiến tình bạn của họ rạn nứt. Đó là khi Microsoft đã chi khoảng 7,17 tỷ đô la Mỹ để mua lại Nokia. Sau đó, họ đã phải bán lại Nokia cho FIH và HMD Global với giá 350 triệu đô la Mỹ. Ngoài việc sở hữu 4% cổ phần của Microsoft, ông còn là chủ sở hữu của đội bóng rổ nhà nghề Mỹ Los Angeles Clippers. Đồng thời, ông cũng là người nắm giữ nhiều cổ phần trong các công ty công nghệ lớn. Năm 2007, trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, Ballmer xếp ở vị trí thứ 31 với khối tài sản ước tính đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, ông đứng vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh với khối tài sản 90 tỷ đô la Mỹ. 8. Larry Page, người sáng lập công cụ tìm kiếm Google. Huyền thoại sáng lập gã khổng lồ Google, ông là doanh nhân người Mỹ. Trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới, Larry Page giữ vị trí thứ 8 khi ông sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 89 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Trong thế giới công nghệ, Google là một doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển công cụ tìm kiếm và ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn thế giới. Thế nhưng, rất ít người biết đến tiểu sử Larry Page, nhà đồng sáng lập Google. Ông là cựu CEO của Alphabet Inc., công ty mẹ của Google. Từ chức tại Alphabet vào năm 2019, Larry Page lui về, giữ chiếc ghế thành viên hội đồng quản trị và nắm quyền kiểm soát cổ phiếu biểu quyết của tập đoàn.
Trong suốt quá trình làm việc tại Google, Pate đã nhiều lần giúp công ty gặt hái những thành tựu to lớn, điển hình là phát minh ra thuật toán PageRank được sử dụng để xếp hạng các trang web. Ngoài ra, ông còn quyết định mua lại Android với giá 50 triệu đô la Mỹ, giúp Google đặt nền móng cho hệ sinh thái trên thiết bị di động. Larry Page đang là tỷ phú giàu thứ 8 trên thế giới, với khối tài sản lên tới 89 tỷ đô la Mỹ. 9. François Bettencourt Myers, người thừa kế hãng mỹ phẩm đắt đỏ nổi tiếng nhất thế giới, L'Oréal. François Myers là tỷ phú người Pháp và cũng là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới. Hiện bà đang sở hữu khối tài sản là 89 tỷ đô la Mỹ. Chắc hẳn, thương hiệu L'Oréal không còn quá xa lạ với chị em phụ nữ, đặc biệt là đối với những người có sở thích làm đẹp cho bản thân. L'Oréal hiện đang là công ty dẫn đầu lĩnh vực làm đẹp trên thế giới. Năm 2017, François Bettencourt Myers được thừa kế khối tài sản giá trị khổng lồ của L'Oréal sau cái chết của bà Lilian. Theo ước tính của tờ báo nổi tiếng Business Insider, vào thời điểm bà được thừa kế, Bettencourt Myers đã chính thức vượt mặt Alice Walton để trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế giới. Tài sản ròng của bà khi ấy có giá trị lên đến 42,3 tỷ đô la Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, bà là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới và xếp thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ước tính khoảng 89 tỷ đô la Mỹ. 10. Sergey Brin, người đồng sáng lập Google cùng với Larry Page. Sergey Brin là tỷ phú, doanh nhân người Mỹ nhưng được sinh ra tại Nga. Ông được mọi người nhắc đến với cái tên thiên tài khoa học và thần đồng công nghệ. Hiện ông đang sở hữu khối tài sản là 85 tỷ đô la Mỹ. Năm 1995, Sergey Brin trở thành bạn thân của Larry Page khi cả hai đều chung niềm đam mê đối với khoa học máy tính. Google được hai người họ chính thức thành lập vào năm 1998, tiền thân là Bing, là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, nhưng ít ai biết đến nguyên nhân ra đời của cái tên Google. Năm 1997, cả hai quyết định lấy cái tên Google làm thương hiệu cho công ty, lúc đầu dự định là Google nhưng gõ nhầm tên miền thành Google. Không dừng lại ở việc phát triển công cụ tìm kiếm, Google còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác như mua lại YouTube, phát triển hệ điều hành Android. Đến năm 2012, Google đã tạo ra doanh thu kỷ lục 50 tỷ đô la Mỹ. Alphabet Inc. ra đời nhằm mục đích tái cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh. Trong năm 2019, Sergey Brin từ chức chủ tịch tại công ty Alphabet Inc. Tuy nhiên, ông vẫn là cổ đông kiểm soát và thành viên hội đồng quản trị. Thành công ngoài mong đợi của Google đã giúp nhà sáng lập Sergey Brin góp mặt trong số những người giàu nhất hành tinh khi ông sở hữu khối tài sản là 85 tỷ đô la Mỹ. Trên đây là danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm 2023 cập nhật mới nhất. Đăng ký kênh G Bật Mí để xem nhiều video hữu ích hơn nhé.